hay là ông đi vắng để ông ra giúp sức một tay không đêm khuya ngày có dạ mẹ ơi. Này này ông nghe lái đò ơi, ông đi đâu để bên sông bên nước nghi vắng bóng ông nghi thế này. Ông nghi để cho con thuyền đi mát nhã, giờ này vắng bóng ông nghi, ông nghi ơi. Để đêm nay các con cháu muốn đưa mẹ con xuống đò, nhờ đến ông ra giúp sức một tay không đêm khuya ngày có dạng. Ông lái đò, ông lái đò quái, tiếng ai mà gieo sắt ở bên kia sông thế hả? Có khách gọi đò đấy ông lái ơi. À thế ta có tiếng gọi đò, con cháu muốn đưa mẹ xuống đò này gọi đến lão này phải không? Phải rồi. Thì lão cũng phải nói thật có thực thì mới vực được đạo đấy à, các con cháu nhá. Phải rồi. Ê, phải có đủ tiền gạo thì để lão mới trèo chở được con đò khi bên kia tây chúc để cho cụ vào chùa thỉnh Phật đấy nhá. Ê, lão cứ trèo chở đi, tiền đò anh em con cháu đã chuẩn bị sẵn đầy đủ đây rồi. À thế là tiếng con cháu đều réo đến lão đêm khuya. Ê, thì lão vừa có chập mắt được tí, không có thì để đến ngày kia lão chở cũng được không? Ôi ông lái ơi, thôi thì mong ông ra tay làm phúc để chèo chở cho mẹ tôi qua sông. Mẹ tôi năm nay thì cũng cửu tuế 90 tuổi rồi. Này mẹ tôi đã đủ số quy tiên, thôi thì mong ông hãy ra tay làm phúc chèo chở cho cụ qua sông về bên Tây Trúc. Ông lái đò. Thế là có tiếng gọi đò, thế là đã đủ hai quan chưa đấy hả? À, anh em con cháu đã chuẩn bị sẵn vài trăm quan cho lão rồi. Thế à, người ta bảo một quan thì hai quý. Ấy các cháu này đã thành tâm rồi thì được rồi. Ấy nhờ đến lão tôi thì để rồi lão tôi ra đây ngay nhá. Vâng, lão ra đi. Chiều chiều ông lái ra bờ sông, ra bờ sông để ông lái đò đưa khách. Khách của ông là ông xin sang đò, thương nghĩa ơi ông lái đò. Tuổi già vẫn lọ mọ ra bên sông, thương ông đi với thương ông đi lại đò. Tuổi đã về già vẫn lọ mọ ra bên sông đêm này. Chiều chiều ra bên nghi sông nghi hai hà để đưa khách. Khách của ông là cụ ông xin sang đò, thương nghĩa ơi ông lại đò. Tôi già vẫn đỏ mỏ ra bên. Anh em ơi, ơi sao thế? Ôi trời ơi, đúng người ta bảo rồi, có tuổi nữa đuổi cái xuân. Ấy khi mà lão còn khỏe hay còn cái tuổi trung niên đấy các cháu quan ạ. À thế hả? Ấy tiếng gọi đò thì lão nhắc cái là ra đến bên sông ngay. Phải rồi. Ấy thế mà từ lúc nãy đến giờ con cháu gieo rắt đến lão. Ôi trời ơi, lão đi mãi mà thì mắt thì mờ, chân thì chậm. Thế lão đã ra đến bến chửa đấy các cháu quan. Ồ thế nhìn lão đi kia thì chả biết có chở được cụ đi không. Thôi thôi,
thì lão đi làm phúc đây. Đấy. Con cháu đã nhờ đến lão thì có giả đến mấy thì lão cũng phải cố. Đấy, thôi lão cố đi. Anh em con cháu đã có lòng, có đạo, có gạo, có tiền đầy đủ rồi. Người ta bảo là xuống bến sông, hôm nay lại lão lại lên bến sông. Đấy, thôi lão cố gắng đi. Cao thế nhỉ. Đấy, con trẻ gọi lão thì cứ rõ là réo rắt thương tình. A Di Đà Phật. Ôi thế mà, ôi thế, anh em này. Sao thế? Đấy, thấy lão mắt mở chân trọng là lão chẳng biết có đi nổi không. Ấy lão có bước được không? Để cháu nội dìu lão một tí xem nào. Đấy, đấy cháu đích tôn nào. Cháu đích tôn của cô. Ôi cháu đích tôn, ôi giời ơi, đấy anh em ơi. Ở đây con cháu này rất lão. Anh em này, ơ thế lão ra đây có phải vô cái danh không nhỉ? Ôi giời ơi, sao lại vô danh? Xưng danh. Xưng danh chứ nhỉ? À đúng rồi, chẳng dẫu gì các ca chảo quan và bà con lối xóm sao và các con của cụ thiệp hôm nay ấy trời sinh thì thánh đế, thánh đế sự nước lên ngôi, nước lên ngôi chẳng dấu gì lão hai ngang chính là tôi. Ôi lão đỏ ngang chứ thì lão hai ngang là đại đạo đấy. Thôi đến tuổi, đến tuổi em thì các bác không biết đấy, chồng lão run rẩy quá chẳng biết có chở được anh em này. Ngày ngày thì lão xa xóm xa làng, xa xóm xa làng thì làm bạn với bến sông bến nước. Phải rồi, ấy là đò của lão đấy kìa, hơn kể ước người ao. A Di Đà Phật. Ui trời, ấy thế thì lão này chè chèo chở là chuyến đò này về Tây Trúc đi, đưa cụ về Tây Trúc thỉnh Phật nghe kinh thì con cháu đã có lòng có gạo rồi thì lão xuống bến nhá. Đấy được rồi, lão xuống bến đi. À, thì lão có mấy câu thơ như thế này. Ấy lão là câu ngâm thơ xem nào. Đêm khuya sông nước chập trùng, tiếng ai như con trẻ van nài lão xuống bến sông hai hà, mà qua sông có thác có gành. Mình nhì lão đi tuổi cao sức yếu, nay một lòng con cháu cùng lão đưa chuyến đò nhà Phật nì để cụ về Tây Trúc thỉnh Phật nghe kinh nhà Phật. Ôi trời ơi, anh em ơi, thôi đêm thì có khuya ngày có dạng rồi nhỉ? Phải rồi. Ừ, thì lão xuống bến này, thì lão ra đây đến bến rồi thì lão phải bỏ cái mày cái mặt ra chứ nhỉ? Đúng rồi, lão che cái mặt thế kia thì ai nhìn thấy lão là ai? Ai đi đò không? Ai đi đò không? Thì lão mời đây nhá. Đấy. Thì lão bỏ nha, lão bỏ. Lão bỏ ra xem nào. Ui trời ơi. Ôi trời, đẹp trai quá. Các bác còn thấy em còn đẹp lão không? Còn đẹp lão rồi. Đấy. Ôi trời ơi, thế à? Thế thì bây giờ thì lão về phải khấn ông thần bờ thần bến chứ nhỉ? Đúng rồi. Vậy thì đất thì có thổ công, sông thì có hà bá. Đấy. Ấy hôm nay lão về đến đất phủ lý Hà Nam. Rồi rồi. Nhìn lên bầu trời thì trời cao vời vợi. Phải rồi. Mà nhìn xuống đất thì đất rộng thênh thang. Thênh thang. Ôi trời, con cháu của cụ hôm nay đông đủ quá nhỉ? Đấy. Ôi trời. Ấy lão chào các cụ hội quý nhá. Chào đấy, chào các bà con. Chào các đấy, người ta bảo thấp một nén tâm nhang thấu đến cửu trùng. Đấy. Ôi giời, con cháu đích tôn đâu rồi? Nên thắp đèn hương. Nên thắp đèn hương cho cụ đi. Đâu rồi, thắp cho lão cái để lão thần bờ lên cái này. Ôi trời ơi. Đấy, lên ở trên bàn đấy. Thắp anh em ạ. Thắp hương lên cho cụ. Người ta bảo thắp một nén tâm nhang thì thấu đến kiểu trùng đấy. Để bảo cháu đích tôn của cụ thắp ba nén xem nhá. Ngồi rằng nghĩ mà ngồi tưởng nghe có mấy câu. Ôi à, là ngồi tưởng là ngồi tưởng có áo man thuyền ấy mấy đêm đi là đêm trăng thành. Ngồi rằng mà ngồi tưởng có yêu duyên ấy mấy đêm đi đêm trăng thành.
một tuổi rồi nên là thôi. Đâu rồi, đâu thế hả cháu? Thì lão khấn ông thần bảo thần bến cái chứ. Anh em này, trước khi khấn ông thần bảo thần bến thì đất đất có thổ công, sông có hàm bán. Mang lên xuống. Ôi giời ơi. Để ở mâm. Thế thì để lão khấn nha. Đấy, để hai bên. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi giời ơi. Nam Mô A Di Đà Phật để chống phòng lên thế. Sao thế nhỉ? Hay là thấy lão xem còn thiếu cái gì không? Mà tối hôm nay bác xưởng bác ấy có uống rượu với lão đâu nhỉ? Đấy. Ôi trời ơi, thế nào? Thế là lại khấn nhá. Khấn lại đi xem nào. Con lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi trời ơi, sao lão lại thế nào mà lại cắm đầu xuống thế? Ôi trời, thế chạy nào? Đấy. Thầy ta thơ ta thật. Ôi giời ơi, các bác chả quỳ lên để lễ theo lão ấy, cứ ngồi đấy, quanh các bác chân. Là con là cháu, các bác quỳ lên. Ôi giời, ngồi quanh chân. Cháu nội đích tôn của bà nào? Lên rót rượu nào. Hương hoa thì trả quả thực, các con cháu đã thành tâm. Thế đặt lên đây rồi thế mà. Ôi giời, thế sao lão cứ một mình lão thì trách nào? Người ta bảo là có thực thì vực được đạo, mà con cháu đã thành tâm rồi nha. Đấy. Thế thì bây giờ đấy nhá, lão để dặn các bác này nhá. Lễ là lễ đò, lễ cụ, lễ con đò nhập Phật nhá. Tránh lão ra để lão mai còn về Đại Từ, quê của con gái Lan, ở Đại Từ Thái Nguyên đấy. Thế thì để lão lễ nhá. Thì lễ theo lão ba lễ thôi nhá, đừng lễ thừa. Được rồi. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Dương Cánh Thành Hoàng, chư vị đại vương. Kính lạy ông thổ công thần bò thần bên. Nè đất thì có thổ công, sông có hà bá. Để này cho lão nổ con đỏ nhà Phật, đưa cụ Phạm Thị Thiệp đã đủ số quy tiên về theo tiên tổ, để cụ vào chùa thỉnh Phật nghe kinh. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Đấy, biết ngay là tốt lễ thì dễ bái. Phải rồi. Được ngay. Thế thì đấy, ông thần bò thần bến cho lão nhổ neo rồi, nhưng mà lão phải khai quan tẩy uế con đò. Đúng rồi. Để rồi cho lão xin chức nghiệp hát văn nhé. Đúng rồi. Ừ rồi. Cho cụ không về thầy chúc chung ý, cụ vào chùa thầy thầy Phật đã nghe kinh. Ý, trên thượng ngà gió quấn lấy rung cây, sưởi há khe cá bơi lượn, chim bay về ngàn nghỉ. Cánh há khuya nguyệt lặn mỹ sao tàn. Giờ này đây cụ vong ngồi mà cho chắc nghe ý đi. Lão khai quang chuyến đò nhà Phật nghĩ đêm nay. Khai quang khai quang ơi à ơi. Anh em ơi, đấy lão khai quan đò xong rồi thì bây giờ thì mời một bác con dâu và bác con gái lên để đẩy đò cho cụ nhau.
Đấy thì bác nào yếu chân thì cái bác ngồi cạnh thuyền của cụ nhá. Bác nào chân yếu không đi được thì cái bác hai bác mời một bác con gái và bác con dâu ngồi bên cạnh thuyền của cụ để làm phép đẩy thuyền cho mẹ. Thôi bây giờ các bác ngồi xuống. Đấy, ngồi xuống. Còn chuyến đò nhà Phật là đưa cụ đi thăm 36 cảnh chùa. Nên là một tay thì giữ cái đẩy đò nhá. Bác ngồi xem vào. Bác ngồi xem. Ngồi đấy, bác ngồi đấy. Thế để em dặn nhá. Bác ngồi hai bên. Rồi, bác ngồi xe vào. Ôi giời. Sợ cái gì mà thuyền cứ ngồi xe vào. Để em dặn nhá. Thế thì thương mẹ thì cả cuộc đời mẹ đã vất vả vì tất cả các con các cháu. Thế hôm nay thì mẹ đã thác ra khỏi cõi trần thì để mẹ về tới chúc thỉnh Phật nghi kinh thì em đưa cụ vào cảnh chùa cao ở Hà Nam này thì các bác gọi mẹ lên một câu là mẹ ơi con đưa mẹ vào chùa nhá. Đầu thì gọi rằng mẹ ơi con đưa mẹ vào chùa mẹ ơi. Mẹ ơi con đưa mẹ vào chùa mẹ ơi. Đấy cụ Thiệp ơi, các con các cháu đã thành tâm thì cụ nhớ là phù hộ độ trì cho các con các cháu để chuyến đò nhập Phật để cụ đi thăm chùa thỉnh cảnh Phật đêm nay nhá. Thế thì còn tất cả các bác ta đứng dậy để đi theo lão đi quanh con thuyền để đẩy đò cho cụ nhá. Thế thì các bác nào một tay thì giữ vào. Ôi giời, thương mẹ đi cho mẹ mới chụp vào nhá. Bên đấy nhá. Thế. Ôi giời, nóng quá. Anh em ơi. Ơi sao thế? Ôi giời, thế là lão khai quan đò xong rồi thì bây giờ là lão đẩy đò này. Đấy, đẩy đò đi, đưa cụ đi không kẻo trời về khuya rồi. Cầm mì xào lão đánh con đò ra. Các bác đi theo. Quán hỡi mà dỗ quang. Lão ơi tôi mà đi trước nghe. Con cháu mà mau mau mà cất nghe bước mà theo sau. Quán lại mà hò quán. Con trai đâu con dâu đâu cho mẹ tiền đi đò mà đêm mà nay. Quán đợi mà dỗ quán. Nào là con ni rể con gái của mẹ cho mẹ tiền để mua dây kéo đỏ. Quán đợi mà dỗ quán. Nhất là các cháu nội cháu ngoại của bà cho bà tiền ăn qua mà tới phương. Quán đợi mà dỗ quán. Chuyến đò dọc nghẹn lão đi chờ cụ vòng về tây chúc thỉnh Phật mà nghe kinh. Quán lại mà hò để giờ này chuyến đò ngang nghe cụ bước mà xuống đò. Quán ơi mà dỗ quán. Ôi dỗ quán nghe ơi lại mà quán nghe. Đưa mẹ đi, con đưa mẹ đi. Mẹ thăm các cảnh chùa. Xong rồi con mới chờ mẹ đi. Mẹ ơi mẹ, bước xuống đi đò. Bước xuống đi đò để con cùng cháu. Con cùng cháu sẽ đánh chiếc đò ra. Con đưa mẹ vào thăm lăng bác hồ. Ôi dỗ quán thầy hồ quán. Con đưa mẹ vào cho con đưa mẹ vào. Mẹ thăm lăng đã được ghé thăm mơ. Mẹ ơi mẹ lại bước xuống đi đò. Bước xuống đi đò để con
cùng người cháu, con cùng cháu sẽ đánh chiếc đò ra, con đưa mẹ vào đền hùng mẹ vào. Ôi số quan nhà ơi đại hồ cháu con đưa mẹ vào, mẹ thăm cạnh đền hùng nghi mẹ đã được đi để thăm nó. Mẹ ơi mẹ lại bước xuống đi đò, bước ra xuống đi đò để con cùng cháu, con cùng cháu sẽ đánh chiếc đò ra, con đưa mẹ vào đền ông hoàng bảy mẹ vào. Ôi dô khoan mẹ ơi lại hồ khoan nhi, đưa mẹ vào cháu con đưa mẹ vào đền ông hoàng bảy mẹ vào. Chùa Ba Vàng mẹ đã được đi ghé thăm mô. Mẹ ơi mẹ lại bước xuống đi đò, bước ra xuống đi đò để con cùng cháu, con cùng các cháu lại đánh chiếc đò ra, con đưa mẹ vào đền cửa ông mẹ vào. Đền cửa ông mẹ đã ghé vào thăm nhé, giờ đây mẹ bước xuống đò, bước xuống đò để con cùng mà ông lại, con cùng ông lại mẹ về chùa hương nghe, cháu con đưa mẹ vào cạnh chùa hương nghe mẹ vào. Ôi dô quan ơi lại hò quan, con đưa mẹ vào cạnh chùa hương nghe mẹ vào, cạnh chùa hương nghe mẹ đã vào mẹ thăm. Giờ đây mẹ bước nghe xuống ngã đò, bước nghe xuống ngã đò để con cùng mà ông đi lại, con cùng ông lại đưa mẹ về thăm Ninh Bình, mẹ về thăm chùa bái đính nhà mẹ vào, chùa bái đính nhà mẹ vào. Ơi lại hò hoan, đưa mẹ vào chùa bái đính Tràng An mẹ vào. Xong rồi mẹ lại vượt xuống đò để con cùng ông lại đưa đò, con đưa mẹ thăm chùa. Mẹ ơi mẹ đến nghe, mẹ đã được vào 36 cành đền chùa rồi. Mẹ ơi con đưa mẹ mẹ đến Hà Nam quê nhà. Ôi dô quan mới lại hò quan, đưa mẹ đi con đưa mẹ đi thăm mà bao nhiêu cánh chùa, cánh Hà Nam quê nhà mẹ đã về mẹ ơi. Các cánh đền đi cánh chùa con đưa mẹ vào, nay mẹ vào cánh chùa cao mẹ nghe, mẹ nay để vào vào
chùa trái chiếu ra, mẹ thắp hương nghe Phật nà Phật nè, về chùa cao mẹ về. Ôi dô quang ơi lại hò quang, đưa mẹ đi con, đưa mẹ đi thăm mà bao nhiêu cánh nhà chùa. Xong rồi con cháu đưa mẹ về quê, cánh nghi chùa quê nhà mẹ lấy về. Để mẹ ơi con đưa mẹ thăm nhé, các cây đền nhà chùa quê nhà mẹ ơi, con cháu đưa mẹ về, mẹ thắp hương chùa ở nhà. Ôi dô quan ơi lại hò quan, đưa mẹ đi con, đưa mẹ đi vào cảnh chùa. Giờ này thì đêm đã về khuya, lão tôi cùng con cháu đưa cụ về, đến xa chung đi cụ ơi, cụ sẽ đến để con cháu nay phụng thờ cụ. Đêm mà nay cháu có nay phụng thì thờ cùng một đêm mà cuối nhà cô. Thôi dô quang đợi lại hò quang, đưa mẹ đi con, đưa mẹ đi vào thăm các cánh nhà chùa. Ôi dô quang ơi nhảy hò quang, đó đã đến bên rồi cụ thiệp ơi, đò tôi bằng xây phan đông bằng cờ, đò chở trên khô để nay lao tôi xin khất mi chuyên đò nhà Phật nà. Nay cụ đã về ra chung con cháu xin phụng thờ, để lão tôi